Mưa ớt không? Dạ. Muối tiêu. Rồi ok, thì con nãy con ăn cơm rồi đúng không? Dạ rồi. Rồi thì bây giờ con ăn đi. Dạ. Phần bên đây của con là không có cây nè. Rồi mình lấy cho con cái gói xoài nha. Dạ. Gói xoài. Con hướng mặt đấy chứ. Thịt rất là ngọt luôn nha. Thơm. Mà sao con cá này nó cắn cắn. Con bóp thì nó cắn phải không? Không, nhưng mà nó tươi á. Những chuyện gì nó tươi á. Thấy sao? Anh con thử ăn một miếng cá kèm với một miếng gỏi đi. Cô làm như ngồi ăn luôn đi. Rồi, con ăn thử lên cái cá đó rồi. Từ từ, từ nó rơi ra là cá nè, gỏi nè. Kẹp cùng với nhau. Nhưng mà có thêm một máy nữa ở phía góc bên này rồi đấy không? Nha, bây giờ quay một góc mà. Thế là hai góc máy mà. Để mất nhìn. Được, con làm thấy được không con? Dễ, dễ làm đúng không? Ngon.
xi nhân được không? Im lì. Ngon quá. Ăn cái da nè. Nhưng nó mặn mặn của muối. Đúng rồi, nghe nước muối mà. Sao con cá nó rồi, con gỡ cái da ăn đi. Nóng quá mặn. Nóng lận. Mà đúng không? Dạ. Xe rập rập rập. Nha rập rập rập. Đó, nghe giòn không? Cắn rồi rụng răng. Cái còn lại dính xương. Lấy ăn ăn da thôi, bỏ xương ra. Con cũng thích ăn thịt hơn. Ăn quá à. Ăn cái bụng đi, bụng này ngon rồi. Mỡ. Chúng hai bạn ăn xong rồi tới mình ăn cơm hả? Mình ăn cơm mình làm tập nữa không? Còn nhiều tập mà. Em có một tập tập kia dạ. Em còn review bánh cá lăng và sầu riêng. Review sâm có lượng nè. Review. Có cái gì đó hơi đụng đụng vô đây đó. Cái chân. Cái chân của ba. Chân của mẹ. Của ba. Mẹ. Không quay trọng là qua mấy chân đó là cái chân. Che miệng hả? À? Lịch sự tế nhị hả? Giòn quá phải không? Được. Thì hôm nào mày cho con nó cơm thì mày ăn bữa nha. Đơn giản thôi, rau luộc và trứng luộc. Mẹ sẽ quay phim Thu Thu nấu cơm, rau luộc và trứng luộc nha. Làm nên gì chứ? Mình hỏi góc con nè. Nướng muối thì chút xíu mày mới bỏ cá nè. Ngon dạ, mày thấy sao nè? Cá nướng mà ăn với gỏi xoài hợp không con? Dạ. Cái lượng hả? Ăn ngồi gọn lại đi. Mười phút là làm hết được khước cá. Vừa được một video clip. Trời ơi ngon. Tính như là, nói chung là hơn khoảng 10 phút. Đừng làm ngắn quá. Khoảng 10 phút video là tốt nhất. Cô gái cũng chỉ chịu. Cao quá. Dài quá thì nó lên. Dài cao khoảng khoảng. Dài quá. Sao mày sẽ nấu bột con cháo cho bé. Bây giờ em bắt canh đi em cho con ăn không? Con không mà. Người ai ăn nướng cháo á mà. Bé ăn dặn à, bé ăn cơm. Ăn bạn nha. Ôi vậy bye bye cái gì ta? Thôi khán giả hả? Theo dõi xong rồi. Thì thường chứ mấy coi lại xong một cứa thôi. Cá bóp. Mẹ ơi, lá thì lá gì vậy mà? Lá như vụ. Lá như vụ. Rồi, mà xong chưa?
Trời ơi. Thì sức cá cũng đã sắp hết rồi. Thì bác ba các quý khán giả đang đón xem kênh Huy Cường TV. Và các quý khán giả nhớ like và subscribe cho kênh của con. Và nhớ nhấn rung chuông nữa. Cảm ơn.